muốn đi theo mình nè. Trời. Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Angema. Help me. Thanh niên. Thì hôm nay mình sẽ quay một công viên khủng long Season 2, tập 2 cùng với Tờ Lời Đêm Nội. Con điên. Mình không biết thu phục con này sao. Em không con. Em là sao mày? Đây con trai. Ở nhà. Ok, mình nói bắt được khủng long. Ok, thì mình sẽ đáp một cái cửa. Cái cửa này. Thank you.
Trời ơi, cho nó ăn xong lắm tôi kìa. Mà vừa từ đâu nó đang ở nhà nè. Chết đâu. Của mình nè, lấy đồ mà nó kêu không lấy, khốn nè.
Cái gì kìa? Ôi, con này mặt nhát không mặt quần. Trời đất ơi. Con điên này ngủ. Mày bị điên hả? Nó chém chết nha. Có một sự hư cấu thôi mày bạn. Ngủ coi. Cái gì của tao? Ôi trời ơi, ma kìa. Ma không hồn, ma không hồn, chết đi. Win. Ngủ không chịu ngủ. Rồi lại có một thứ xấu nữa nè. Không tay mở mà rưng thật khó luôn. Cái chán nó lại biết đi kìa. Đây là ba đồ nè. Đồ vậy đó. Ok thì mình sẽ dừng video này tới đây. Và hôm nay mình sẽ mình đã thu hoạch được một con khủng long. Tên anh là gì mình cũng biết. Mặt quần tới vú rồi. Mình cứ gọi nó là khủng long không đặc biệt. Đó. Trời là gamer nè. Vô đồ mình nói sao. Ok. Mày con mày có lời gì để trăn trối không tiền? Không nghe đâu ha. Bye bye. Ok, thì chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye. Can't wait till we can break apart the heat.